5 bước để có một món thịt heo ngon ngay tại nhà mùa dịch. Bước 1, cắt thịt ra từng miếng, sau đó bắt lên một chảo nước nấu sôi, rồi cho vào một củ hành tím, vài lát gừng và một chút rượu để khử mùi cho thịt heo. Nước sôi lên rồi cho thịt heo vào luộc từ 2 tới 3 phút. Vừa chín tới, các bạn sẽ vớt thịt heo ra để ráo. Lúc này thì thịt heo đã rất là thơm và hấp dẫn rồi đó nha. Bước 2, chúng ta sẽ ướp vào thịt 20ml nước tương Việt, 10ml dầu mè và thêm một chút tiêu bột. Công thức lát nữa mình sẽ để ở cuối video nha. Thêm 15g gừng băm, sau đó xoa đều gia vị và ướp 10 phút. Tới bước 3, chúng ta sẽ bắt đầu pha sốt nha. Đầu tiên, cho vào một muỗng tỏi băm và 25g đường, 30ml nước mắm và 20ml rượu, một muỗng tương ớt chinh su để tăng thêm độ thơm cay, giúp cho nước sốt thêm đậm đà và sánh mịn, màu đẹp quá ha. Ok, sau 10 phút chúng ta sẽ tẩm thịt qua một lớp bột năng để tăng độ giòn cho thịt và hạn chế bị bắn dầu. Dầu chiên thì các bạn cho ngập thịt chút nha. Dầu nóng rồi thì mình sẽ cho thịt vào chiên. Ok, tới khúc này là bắt đầu thèm thèm rồi đó. Lần này các bạn chiên tầm 3 tới 5 phút thôi nha. Vì thịt đã có luộc sơ qua rồi nên chỉ cần vàng óng như clip là ok. Giờ thì sẽ vớt thịt ra cho ráo dầu. Bước 4, nấu sốt. Cho một muỗng dầu vào đun sôi, sau đó cho hành tỏi xay và 30g bơ lạc, đảo đều lên đến khi ngã vàng rồi cho hỗn hợp sốt vào nấu. Đến khi sốt sệt lại, các bạn sẽ cho thịt vào rim. Thèm quá. Rim lửa nhỏ rồi lật thịt lại cho ngấm sốt. Sốt màu rất là đẹp, có vị cay cay thơm thơm, rất là hao cơm. Cho hành tây cắt nhỏ và đầu hành cắt khúc vào, sau đó vớt thịt ra rồi tới bước 5 để coi trang trí. Cắt thịt ra làm nhiều miếng khoảng 1,5cm. Wow, chịu hết nổi rồi. Cho thịt lên đĩa lót salad, sắp đều thịt ra theo kiểu tự nhiên, rồi cho hành tây và đầu hành xào lên trên để coi thêm chút ngò tây nữa. Nhìn sốt sánh mịn kèm với thịt heo thơm ngon, chắc chắn sẽ hao cơm lắm đây. Ok, chúc các bạn thành công. Dứt thử miếng coi. Ngon quá. Toàn bộ công thức mình để đây cho các bạn nha.